Khí cười N2O là nhóm chất gây nghiện, tương tự như heroin. Việc hít khí cười quá mức có thể gây ngộ độc. Sau một tháng ra quân xử lý các hành vi liên quan đến bóng cười, SISA của Công an các đơn vị địa phương ở thành phố Đà Nẵng đã cho thấy sự quyết tâm đến cùng nhằm chặn đứng nguồn cung cầu của mặt hàng này. Đây là đối tượng Tạ Hữu Lâm, 20 tuổi, quê tỉnh Kon Tum, bị tổ tuần tra 8394 của phường Hòa Cường Bắc bắt quả tang tại khu vực đảo xanh khi đang có biểu hiện mua bán vận chuyển khí cười. Qua kiểm tra, bên trong túi sách có 12 bình kim loại nghi là khí cười, 2 bịch bong bóng để bơm khí cười chưa qua sử dụng, tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Em đi chơi gặp nhau, gặp anh ấy, xong rồi anh bảo ra là lương 8 triệu tháng. Thì ship, mới đi ship thì đi ship cho người ta, ai gọi thì ship. Rồi cái bạn mà vừa chạy ý là gọi cho em, xong ra nhận hàng là đi ship, bạn ý đưa địa chỉ. Trong đợt cao điểm đấu tranh xử lý các hành vi liên quan đến bóng cười, SISA của Công an thành phố đã phát hiện một số cơ sở kinh doanh ăn uống giải trí vẫn ngang nhiên để SISA bóng cười trong menu cho khách lựa chọn. Đáng lưu ý, tất cả số SISA khí cười bị phát hiện, lập biên bản tịch thu đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Số cơ sở vẫn tìm cách để mà tẩu tán những cái bóng cười SISA. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn kiểm tra và phát hiện được vài cơ sở vẫn còn đang cất giữ những cái bình để cung cấp bóng cười cũng như là SISA để cung cấp dịch vụ cho khách vui chơi giải trí. Đối với những trường hợp vi phạm thì căn cứ theo quy định của pháp luật, chúng tôi sẽ tịch thu xác minh nguồn gốc cũng như là xử lý theo đúng quy định. Từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, Công an các địa phương đã tịch thu 217 bình khí cười, hơn 130 bộ sử dụng SISA, 679 cây thuốc lá điện tử và nhiều thương hiệu dụng cụ khác. Sau đợt ra quân kiểm soát và yêu cầu gần 1.150 cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật liên quan đến SISA bóng cười. Đối tượng mà sử dụng SISA bóng cười hiện nay là đa phần là giới trẻ. Độ tuổi dưới 18 và là nhiều. 18 là nhiều cho nên là hiện nay là các em đang là học sinh sinh viên. Và cho nên là đòi hỏi là công tác quản lý của chúng ta hiện nay là phải có sự kết hợp từ nhà trường. Tuyên truyền từ nhà trường và để mà vấn đề mà tuyên truyền để các em có cái nhận thức hiểu biết đúng và sau đó thì chúng ta có cái biện pháp quản lý từ trong nhà trường đối với học sinh sinh viên. Đà Nẵng sẽ tiếp tục công tác rà soát, kiểm tra các tụ điểm vui chơi giải trí và kiên quyết xử lý cơ sở và cá nhân liên quan đến SISA bóng cười, đồng thời tiến hành thử test ma túy đối với 100% đối tượng bị phát hiện đang sử dụng SISA bóng cười, góp phần tầm soát, không bỏ lọt các đối tượng nghi vấn.